tươi. Rau cà mẹ hái bên gõ hả? Là con nấm rau muống bữa quên ngắm kề gì nữa. Nghe đó. Là con nấm rau muống bữa quên. Nói chị lập cho chị một rổ rồi mới đem đó. Rau lan này tốt dữ hả mẹ? Quá chị mà. Mình không hái thì lấy sẽ già. Đúng rồi. Để chiều luộc ăn. Ăn hết thì mặt sẵn này mình. Dạ, mình bỏ trong bịch á, nó không quá héo. Non quá chừng luôn. Dạ. Ăn hết thì cho đi. Cho không có trồng rau. Thấy ham à? Quá thì non hơn. Cái hàng gì mà không ăn? Dạ. Này ăn như cá chiên hết sảy luôn. Chiên dạ. Ngon quá à. Cà còn như đấy hả mẹ? Cái này cho nó bự bự hơn à. Vì sao hà nó khoáng lắm nè, thích thái lắm. Kho nước tương ngon á. Bữa rồi chai bữa kho nước tương ngon á. Dạ Mày có trồng rau lan thêm không? Ui hằng hà vẫn trồng thêm chỗ rồi ăn. Bây giờ 3-4 vòng rồi, 4 vòng rồi. Thì mẹ hái 2 vòng nè. Mà nhiều vậy nè. Quá nhiều luôn. Mới đem chị một rổ vậy nè, làm hết giờ đem chị một rổ, má hái đầy nhóc một rổ nè. Dạ. Yeah. Hai vòng, còn vòng chưa hái. Thì 2 ngày nữa là nó lên đọt nữa hả? Đúng rồi, mình cắt cái ra đọt khác á. Mấy cái đọt nhỏ mình không hái. Thì 2 ngày nữa cái đọt đó nó sẽ lớn lên. Với là trời có mưa là nó nhanh ra đọt lắm. Trời mưa nó ngon. Đọt nó mướt à? Nó ngon. Nó sượng. Dạ. Món tơi nữa nè. Ồ, ôi, ngon quá. Rồi hai đống rau muống thấy chứ ít lạc rồi để bên thuận mình nè. Chút qua lấy. Rồi nữa. Tại nó già mà cắt mà quăng. Dạ. Yeah. Rồi thấy có mấy ngọn đồ mình thấy. Tại mấy cái đồng rau đó mình cắt thì nó mới ra đồng non ăn. Chứ để cái nó già à. Quá chị. Dạ. Ồ, quá trời luôn nè cả nhà. Sáng này mà qua hái khỏi đống tiền mua rau. Thấy hàm. Chết thì nó ra khác nó bò đi chứ là non gì non thì nó không biết rồi. Dạ. Rau luộc cá chiên. Rồi hết sảy luôn. Mắm me. Ăn hết tiêu ca sắp về bánh chưa sớm đến không? Dạ. Dạ. Vừa ăn này vừa ăn nè mẹ, vừa ăn nè. Trái bự, hôm bữa mày mua nhiêu trái? Hôm bữa mày mua nhiêu trái mẹ? Anh đi mua. Dạ. 100.000 mà mười mấy trái. Không ơi, mấy cái dừa này nè. Về mua một bịch coi dừa đi. Cái mua được bà có đổ vô cái nấu đổ rồi dễ. Được. Ừ. Ấm mà em đâu quá. Dễ nấu hơn cái nó màu, dễ nấu hơn cái này nữa. Rồi để chở quầy dừa vô. Xe ạ. Chó có xe qua kìa. Đẩy vô nhẹ. Về về ăn hả? Tối rồi, về đi con. Đi về nhà đi. Về ngăn nè. Hai cái bộ tính về chơi Xuân Hà ra sớm bắn năm chơi nè. Hôm nay con nít nhiều đông vui. Ừ.